chúng tôi đang có mặt tại cầu Xóm Bóng nha. Và hướng đi chúng tôi là hướng đi lên chùa Long Sơn. Đây là khu vực cầu Xóm Bóng. Đó, các bạn có thể thấy bên tay phải đó chính là khu vực Champa Island, khu vực Sông Cái. Đây là đoạn đường 24. Đường du lịch thì mùa này có thể vắng, nhưng mà những con đường này là con đường dân sinh nên là lượng khách địa phương đi lại vẫn rất đông. Bây giờ đang là tầm 10 rưỡi 11 giờ kém thì họ đang là đưa đón học sinh về. Đó, học sinh đang mới về đó. Đến điểm thứ hai đó chính là chùa Long Sơn. Long là rồng, sơn là núi, tức là con rồng ở trên núi. Đây là gia đình chú Thành. Du khách đến từ Hà Nội. Bây giờ chúng tôi sẽ cùng với gia đình chú Thành vào trong chùa Long Sơn. Vâng, mình đi vào trong chùa. Chúng ta đã vào đến sân chùa. Và nhà chú Thành có nhìn thấy phía trên có bức tượng Đức Phật không ạ? Vâng, đây là bức tượng Đức Phật. Người ta hay gọi đây là chùa Long Sơn, nhưng mà người dân hay gọi là chùa Phật Trắng. Tại vì ở trên đỉnh chùa có một tượng ông Phật màu trắng. Và tượng ông Phật này là cao 24m. Và ông ngồi ở trên cái vòi sen cao 7m và tổng cộng là 31m. Về lịch sử thì cái chùa này được xây năm 1886, nhưng sau đấy bị sập giữa một cơn bão. Lúc đầu là chùa được xây ở trên đồi chạy thủy, là ở phía trên cao, cái đồi này gọi là đồi chạy thủy. Nhưng năm 86 nó bị sập, thì đến năm 1900 là người ta xây lại ở phía dưới. Đây là chùa, ngôi chùa mới được xây năm 1900. Thì chúng ta vào trong chính điện để thắp nhang, nhưng mà theo tôi theo dõi thì chắc là lúc này người ta đang trùng tu. Mọi người có thấy cái giàn giáo mà? Vâng, người ta đang trùng tu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi ở phía bên hông để chúng ta lên gặp Đức Phật trước, và chúng ta sẽ quay lại và chính điện sau. Vâng, chúng ta khi đi vào chúng ta sẽ ở bên phải là có cái đường lên. Đây hiện nay đang trùng tu mới đây. Vâng. Cái con đường này này là cũng vào được, dành cho xe ô tô mà chạy thẳng vào trong đây luôn. Vâng. Đây là tránh. Bình thường mới cuối tuần đông lắm chú ạ. Đúng rồi. Không có biết thì đâu. Cuối tuần thôi, khách địa phương. Chùa Long Sơn. Vâng. Mình là thắp nhang bên ngoài. Đúng rồi. Bình thường là vào trong thắp. Này họ đang trùng tu. Bên đây đang trùng tu cho nó đóng cửa. Còn nếu mà cái hôm nào mà không trùng tu bình thường thì là những cái cửa này sẽ được mở ra. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Vâng, chào cô ạ. Cô đang vệ sinh chùa. Cho nó không được vào, hôm nay là không có vào. Dạ. Không, vậy mình đợi luôn. Hả? Mình. Đợi hả? Dạ. Vì mình tắt để... Rồi, ok, tắt đi. Rồi, tắt xíu. Vâng, cả đoàn đang chờ gia đình nhà cô đây. Đây, chờ gia đình nhà cô Thành đây. Vâng.
Tiếp tục đi Minh ơi. Rồi, hai camera men gặp nhau. Bên này là GoPro, còn bên kia là dòng của DJI. DJI NG đúng không? Dạ. Biết mà. Quay thế nào đấy, hai okay. Nhau. Đấy, quay nhau mà. Đấy, bạn sắm thêm cái mic này. Đi sẽ lọc gió. Và cái phụ kiện này nó sẽ vừa đi vừa hỗ trợ sạc pin luôn. Dạ, vâng. Không bao giờ lo hết pin, chỉ sợ hết tiền. Ok, đi thôi. Vâng. Dạ, chào. Hai camera. Cái này khu vực này mấy chị em phụ nữ mà diễn áo dài ấy. Dạ. Dạ. Đây này, áo dài rồi áo cổ lọ đứng ở chỗ này này. Đó, đang bước lên này. Đó, mấy chị em phụ nữ chụp hay chụp Tết á, chụp tất niên á. Vâng. Chúng ta đang ở trên bậc thang để lên chỗ Kim Thân Phật Tổ. Và chúng ta sẽ trải qua 193 cái bậc này để lên trên đỉnh về gặp ông Phật Trang. Nhưng trước đấy là ở bậc thứ 44 chúng ta sẽ gặp ông Phật nằm. Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn cả nhà lên gặp ông Phật nằm trước ạ. Ok. Tay trái. Cô đi mẹ thì báo nhé để bọn con chờ nhá. À. Ui, baby xinh quá nhỉ. Chú Hùng ơi, chú Hùng ơi. Chú Hùng ơi. Chú Hùng. Có bé baby này, xinh này. Rồi. Xinh quá. Rồi. Xin chào cả nhà. Chúng ta đã đến nơi, đây là tượng Phật nằm. Nó là Phật nằm nhưng mà thực ra đúng là đây là cái cảnh mà diễn tả lúc Phật Niết Bàn. Phật Niết Bàn, đây mình sẽ ghi đây. Phật Niết Bàn. Bức tượng này được xây năm 2003. Cao 5m và dài 17m. 17m, vâng. Chúng ta có thể thấy xung quanh tượng Đức Phật là có các khuôn mặt của các vị tăng sư. Thì trong đây, tôi đố các bạn biết trong đây có bao nhiêu khuôn mặt? 28. 28, vâng. 28 vị là Hán đúng không? Một là đáp án. Vâng, sai luôn. Sai luôn. Vâng. Tôi xin... 44, rồi. Một, đây là con của Thành nó 44. Chúc mừng em cũng sai luôn rồi. Chúc mừng sai luôn. Trong đây có tổng cộng là 49 khuôn mặt của các vị tăng sư. Tại sao không phải là 50, tại sao không phải là 60, tại sao không phải 100, mà là 49? Thì đây là cái trong cái văn hóa của người Việt, mình nhớ là một tuần có 7 ngày và 7 tuần là 49 ngày. Mình mới nhớ mà, là 49 ạ. Thì sau lúc mà một người ở Á Đông mà chết thì 49 ngày sau là mình sẽ có một cái buổi cũng 49 ngày đấy ạ. Vâng, thì chính vì vậy cho nên là cho đây có 49 khuôn mặt của vị tăng sư. Vâng, và tôi xin nhắc lại được, đây là gọi là Phật nằm nhưng mà thực ra là quan cảnh lúc mà Phật Niết Bàn. Vâng, Phật Niết Bàn. Ê cô, mọi người cũng hay sờ tay vào đây này để cầu mong bình an này. Cô sẽ sờ tay vào đây này. Vâng. Đó. Xoa xoa đi. Dạ vâng. Đó, mình xoa xoa vào đó. Vâng. Mình xoa xoa vào đó, mình lấy may. Chú để chú Hùng chú ra chú chụp hộ gia đình một vài tấm ảnh kỷ niệm. Đến thì chú Hùng ra chụp ạ. Chú Hùng ơi ra chụp hộ gia đình chú Thành vài tấm làm kỷ niệm này. Vâng. Đây chụp cho nó được rồi. Dạ. Cái này là máy quay chú ạ. Dạ. Chú chụp hộ con. Rồi đứng góc này lấy được tượng này. Được chưa? 18 chú lấy được. Dạ vâng, ok. Rồi mình di chuyển tiếp tục lên trên bức tượng Phật vâng. Trắng ạ. Vâng. Đây là mới là phần khởi đầu thôi, mới là khởi động thôi. Bây giờ là vượt chướng ngại vật. Cúp đầu chỉ có 4-4 bậc thôi. Cúp sau là nó mới. Xinh quá, hơn. Xinh quá cho chú rô miếng nào. Chú rô miếng nào. Ôi. Tộm. Trời ơi. Xinh quá, rồi đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Rồi mình cứ từ từ mình đi thôi ạ, còn rất nhiều bậc thang ạ. Thế này mình ai cũng lớn tuổi thì cứ từ từ đi thôi ạ. Vâng.
Chú Hùng có đi được không? Ôi chú leo tặng cô tiên luôn con. Bây giờ chú không vâng. Già rồi chú không thèm. Cô ơi kìa, cô ơi kìa, chết rồi, cô ơi kìa. Chết rồi. Dạ. Không có, cái tướng nó còn ở đây là chiều là anh cho là đang trên không thì sẽ cho đá bảng luôn. Vâng. Chờ tiếp nha. Vâng. Cái còn nữa là trời ơi, vậy thì ăn cơm xong nghỉ ngơi xíu và bắt đầu đi nhà Yến đi hoàn trồng. Chú đi viện Hải Dương học chưa? Đi rồi, đi hết rồi, đi hết mấy ngày rồi. À. Nhà Yến hôm qua vào rồi. À vào rồi. Vào nhà Yến là rất hay đấy. Vâng. Hoàn trồng rồi. Hoàn trồng rồi. Vậy là hôm nay thiếu chùa Long Sơn thôi. Mỗi thực ra đến đây gặp các cháu và đến đây chứ hôm qua cũng vào đây. À. Mà gặp các cháu thì hay quá đi. Dạ. Theo cháu đi thôi. Không, đó là cái duyên chú ạ. Vâng. Dạ. Nhất là cháu ở Bắc Giang thế nào? Dạ vâng. Cái này có chi tiết gì không? Vâng vâng vâng. Rồi ok. Thằng Hiếu sẵn đi chưa nhỉ? Đi đâu chú? Chiến thu chưa? Chưa. À đi rồi. À, mệt hả? An gì đúng không? Cái gì nhỉ? Cái Hồ Kinh Hạ lên. Hồ Kinh Hạ, dạ đi rồi. Cái chỗ đấy là dưới hang á. Dạ. Nó bỏ những cái tượng bác sĩ. Rồi tiếp đi em. Vâng. Chúng tôi trên cái đường đến gặp Đức Phật ở trên thì chúng tôi dừng ở đây. Tại vì sao? Vì ở phía trước kia là đó là cái chuông nặng, cái chuông này nặng 1,5 tấn. Vâng. Và ở đây là người dân Khánh Hòa người ta có một cái phong tục là khi Tết đến xuân về là người ta sẽ đến đây và người ta đi vào trong lòng cái chuông luôn. Vâng. Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy. Dạ. Họ sẽ gõ một tiếng chuông. Và ở trong đó là thanh tịnh nhá, thanh tịnh. Chuông, thỉnh chuông. Dạ. À hôm nay là khóa cửa. Hôm nay khóa cửa nhưng mà chúng tôi sẽ review thêm cái này. Nếu như mà mình được vào trong á, mình được vào trong cái lòng chuông á, mình sẽ thấy rất là nhiều cái mảnh giấy nhỏ nhỏ. À. Là người ta đến đây, người ta viết những điều ước, ví dụ như ước con nước hôm nay là mẹ con lấy chồng này ha. Con nước năm nay là con làm ăn, con tiền này ha, thì người ta sẽ dán ở trong đấy. Người ta sẽ dán ở trong đấy. Và người ta cầu nguyện. Vâng. Em bước gì? Bước năm nay em lấy hai chồng. Ok, thì em biết vào đấy. Là năm nay em bước lại lấy hai chồng. Xong này chuyện dán vào thế này. Nhìn phía trước là có mấy cái bảng giấy á. Đấy, đấy. Này, tôi kể nghe. Nó bảo là người khuyết tật con bị khuyết tật của da cam. Không biết thôi, không biết được kỹ. Nó bảo chui vô trong đó, gõ chuông. Nó hết. Thì là nó có tác động vào thần kinh. Thực ra thì là ảnh hưởng lắm mới có người có tác dụng chứ không phải ai nó tác dụng nó bước cái đầu vô đó gõ thế là cũng cứ có một cái niềm tin đó chú ạ. Dạ đúng rồi, niềm tin đó. Dạ, đúng rồi. Nên lên thế là dẫn nó với bạn nó đút đầu vô đó gõ thì người ta cũng mong cái niềm tin. Chú Phương ai bảo làm nhất là đến chỗ tâm linh này có lẽ là từ bé đến lớn chưa nghe em thằng nào lớn như thế độc đáo như thế mà bấm chân. Mình thử ra hỏi các cô cúng gì được không? Dạ. Mình thử hỏi các cô cúng gì, có trò quay không? Giải hạn gì đâu. Cứ hỏi tao. Không đang tìm hiểu họ đang cúng cái gì cái xem họ có trò quay không thì ra quay. Quay gì? À quay là đúng rồi được mà, quay được. Họ cúng cái gì ta? Hình trong đó là à phóng sinh, phóng sinh. Phóng sinh. Phóng sinh chú ạ. Đây, quay họ phóng sinh. Hôm nay là 30. Vâng. À chuẩn bị phóng sinh. Hôm nay là dạ vâng. À là cúng, là cúng xong là phóng sinh. Phóng sinh. Vâng, hôm nay là ngày 30 âm. Đây là cái cúng chim. À. À chuẩn bị phóng sinh. Mùng 1 vâng. À chuẩn bị phóng sinh rồi. Đây đây. Vâng, quá hay quá. Chúng ta sắp gặp được Đức Phật rồi ạ. Cái này là chụp hầu hết cái chùa, cái ống trống rộng cơ. Không hết cái chỗ ông Phật. Rồi còn vài bước chân nữa thôi là chúng ta tới bức tượng Phật trắng. Vâng. Tới rồi, tới. Vài bước chân. Chờ xem phóng sinh mà hơi lâu. Cái chú biết là cái cây nhang nó cháy phải đến 40 phút. Đúng rồi. Là cây nhang nó cháy hết rồi. Hết rồi mà vẫn còn. Nhang cháy tàn vẫn đang còn đang đấy. Vâng. Hơi lâu. Nó tàn rồi mình cứu lại. Họ thả chim với chú. Họ thả chim sẻ phóng sinh nhé. Phóng sinh. Vâng. Rồi bắt đầu đi Minh ơi. Ô đã tới rồi à? Dạ tới. Vâng, nhanh nhỉ. Alo, alo. Có khi mình xuống vẫn còn kịp. Alo. Cái gì là Phật? Dạ, con nghe tháp Phật này. Đó ạ.
Anh quay chưa? Quay rồi. Ok, chúng ta đã lên trên đỉnh của đồi Trái Thủy. Và đây chính là tượng Đức Phật. Tượng Đức Phật. Như hồi nãy tôi nói, Đức Phật là tượng của Đức Phật là cao 24 mét. Và Đức Phật ngồi trên cái đài sen cao 7 mét. Và tổng cộng là 31 mét. Thì đứng ở trên đây chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh của thành phố Nha Trang. Cô mời chú Thành với lại cái đỉnh mình lên ạ. Trên này gió rất mát thôi, view rất cao. Vâng, mình nhìn hết được thành phố luôn chú bạn. Vâng, đẹp và lúc đẹp Tết thì Tết là đông lắm. Ở đây, chúng tôi xin review thêm một chút thông tin này đó. Cả nhà có thấy hòa thượng chú Đức Thật hòa thượng thích còn đất hòa thượng là có rất nhiều cái hình của các đức là rồi cái phần bên đây là hòa thượng là thích Mỹ nè. Và có một điều đặc biệt đây là cái năm mà các cái vị này đến bàn á đều là năm 1963. Tại vì sao vì chúng ta cần phải nhớ lịch sử mà năm 1963 là chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo và hòa thượng Thích Quảng Đức chính là người đầu tiên tự thiêu tại Sài Gòn để chống lại cái sự đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm. Và cái người dân của mình á không gọi ông là Thích Quảng Đức nữa mà gọi ông là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Sau khi ông Thích Quảng Đức chết năm 1963 vào tháng 4 từ năm 63 thì tiếp tục những cái tháng sau là có những cái hòa thượng khác người ta tiếp tục cho nên chính vì vậy cho nên những cái khuôn mặt ở đây những vị hòa thượng này đều mất vào năm 1963 nhưng mà khác nhau về tháng tức là khác nhau về cái tháng mà người ta tự cứu. Vâng, đấy mình có thể quay anh cameraman một quay tiếp đi ạ, mình có thể thấy là đấy từ năm 63 và tháng 18 tháng 8 này 63 này đấy rồi bên đây hòa thượng là Thích Tiêu Diêu 27 tháng 6 năm 63. Vâng, mình thấy không ạ? Vâng. Thầy ơi, có được vào trong không thầy ơi? Được vào trong không mình? Có được vào trong không? Được, dạ được. Mình vào mình thắp nhang đi ạ. Mình vào mình thắp nhang, mình cầu nguyện đi ạ. Mình bỏ dép đi ạ. Được. Thắp mấy tên nói chuyện ông mẹ thôi. Chào thầy ạ. Dạ. Dạ dạ. Mình ra được rồi. Từ từ. Phải còn cái gì mình giới thiệu nốt đi mình. Vâng. Đang quay. Ba anh cameraman mình sang đây. Khúc đèn B. Cái này là tôi xin giới thiệu thêm. Mình có thể quay ở phía dưới là mình thấy những cái đống đổ nát ở phía này. Đúng rồi. Vâng. Ở trước đây khi mà trước đây khoảng 2-3 năm thì ở đây là có những cái tiểu nhỏ
khi những cái người nào mà mất á, người ta có nhu cầu người ta lên chùa thì sẽ bỏ vào trong một cái tiểu, bỏ vào trong một cái tiểu xong rồi cất vào, thì người ta xây một cái bức tường cao thế này nè, có hai mặt, thì có hai mặt, thì những cái tiểu đó người ta bỏ vào trong những cái hốc nhỏ, nhưng mà hiện nay thì không biết lý do gì thì người ta đã phá bỏ rồi, và những cái à, cái tiểu đó thì những người thân của những người bị mất người ta mang về người ta cúng bái, và hiện giờ nhà chùa người ta không nhận nữa. Ở trên trên đường 24 đường quốc lộ 1A. Vâng. Cái chùa bức tượng lớn á. Cái chùa em nhớ rồi, vâng cái chùa. Ở trong là có những cái tiểu nhỏ. Đúng rồi. Khả năng người ta chuyển đến đấy đó. Mới đi quay ở đó rồi. À vâng. Review qua đó rồi. Nhưng mà quên tên rồi. Chùa đó là em quên. Linh, nhớ rồi. Cái gì á? Chùa có bức Phật tá cao. Đúng rồi, đứng thật cao luôn. Tự nhiên bây giờ đúng rồi. Tên anh lố lố. À, chùa đá lố. Không phải đá lố đâu. Không phải à. Nhìn uy nghi nhỉ, nhìn trắng này. Thôi, chào mọi người đi. Vâng. Những nơi mà có Phật để lấy được khói. Vâng. Đấy, nhà mình có thể thấy là từ đây không có chú có thể nhìn được hết tất cả thành phố bệnh viện. Thực ra tên là chùa Long Sơn, nhưng mà người dân cứ hay gọi là chùa Phật Trắng thôi. Người ta quen cái từ gọi là chùa Phật Trắng hơn. Ok, chào mọi người đi. Tức là tất cả những đến mất 63 đưa hết rồi. Vâng. À không không, đây là chỉ là cái tượng ở ngoài thôi bác. Vâng. Với tượng ở ngoài, con xin đính chính cái thông tin này nhá. Tức là ở trong là không hề có thi thể của các vị đấy, nhưng mà chỉ là cái đây là người ta biểu tượng thôi để nhớ về các vị đã tử vì đạo. Và những vị này toàn năm mất năm 63. 63 và cũng một cái điều trùng hợp rất là ngạc nhiên là cái bức tượng Phật Trắng này cũng mà được khánh thành năm 1963 luôn. Vâng, 1963 luôn. Vâng, thì đến đây là điểm thứ hai là chùa Long Sơn chúng tôi đã kết thúc, thì chúng tôi sẽ đến điểm thứ ba là điểm gì đấy thì mọi người từ từ sẽ biết sau. Vâng. Yeah, ok. Chào tạm biệt. Yeah.